Quá trời mệt anh em ơi. Hôm nay được thức buổi sáng, nói chung là quá là tuyệt vời. Hiện tại đang ở sân bóng đá vùng quê nè. Chưa thấy tôi mệt như nào, chứ sáng tập thể dục mà thôi chứ. Kiểu này mà đá banh là tập thể dục mà sáng mà đá banh là bởi. Quá trời mệt. Quá là mát mẻ. Sáu giờ đó, chuẩn bị 6 giờ đó. Hiện tại thì chiều nay tôi có một trận banh, mà nay thì tôi rảnh rỗi tôi chạy xuống đây tôi tập thể dục sớm. Chiều nay có một trận banh đó là áo này nè anh em, áo mới. Hồi bữa tôi đá hết trận rồi nhưng mà có quay nhưng mà không quay không hết, nên nên trận này sẽ quay hết cho anh em xem là khai trương đồ mới. Cái sắc tò đã thành lập lại anh em ơi, nó hơi ồn tí nha, quá trời mệt. Ok, giờ tập tiếp đây, tập chút xíu nữa về uống phơi. Thì sáng uống cà phê rồi xong xuôi xong rồi sớm đi quay kiểu giờ tiếp tục đi đá banh. Đây. Hôm nay lấy cái đôi giày này vô tặng cho thằng em ở trong hứa hoài à. Đôi giày này của WK. Gần 4 giờ rưỡi rồi. Hôm nay có chụp ảnh đồ các thứ rồi mình vô mình chuẩn bị khởi động các kiểu đồ cho có ảnh đồ anh em ơi. Đó, hiện tại đang ở nhà. Hôm nay không biết đá với đội nào nữa, hy vọng là hôm nay gắng là gắng là hat trick nha. Ok. Còn quên gì đó không ta? Chắc không đâu. Lắm. Chiếc giày dép. Đây, lắm. Anh em ơi, tới sân. Nè, đồ mới nè. Đó. Còn có cái chỗ đây đá với chủ tịch đài. Này đá chủ tịch đài gớt này luôn. Đây. Tôi mang giày dữ lắm. Giới của Joker, giày thì của Nai. Đó. Cái chốt đang khởi động. Nè coi cái này nè, coi cái này mới bíp nè. Ủa đi làm vị trí của em bị đứt giò nè. Về bến dài chứ giò. Con có chữ Bình Khánh. Bình Quân hả? Bình Quân á. Khúc này hả? Bị đứt giò mấy nó mũi. Trời. Chắc cục đá quá nè, mấy cái đá nè. Chọn xong cái gì? Mày về sao đứt? Ghép đây nè. Giờ không rồi. Có mấy cái đinh ghép hai này đóng mà. Cái cổ gà vậy. Ở đây cổ gà hả? Cái đinh đâu? Biết đâu. Cái này nó có đinh dưới. Hay là nó đá. Thôi đá đập cũng đá vậy, đá ở đây bữa không thấy nhiều nữa. Cổ gà hả? Ừ, con trắng mạnh bị tét á. Thì bởi vậy nó chạy nó chậm rồi nè, xé ra vậy nè. Đúng rồi, xé ra. Ồ nguy hiểm quá. Bị đứt lần rồi. Cổ gà. Bị đứt cổ gà. Cổ gà mà mấy sáu mũi. Trời đây giống mưa quá. Không. Trời giống mưa quá. Chưa đâu, trời không mưa đâu. Chút xíu nữa mới mưa. Chuyển mưa rồi, đang thầu lùi rồi. Mưa thì đội chủ tịch thua thêm chục trái nữa. Mưa thì đội chủ tịch thua một chục trái nữa. Chạy đường nào.
đội mấy ra mấy người cho 2, 4, 6 đội mình 6 người 7 người rồi. Rồi đủ rồi đó, lộn rồi đó, bển bển chưa lại cái đóng vô cái tư ơi, xong hai đậu cho cháy. Trời ơi cha ơi, cha chết rồi, xong quá đồ mới lại coi không biết đâu con thầy. Danh tù lội dung đi làm trên phố rồi gặp nhau quen. Nói ra kìa trên áo thì thua luôn rồi. Áo chắc nguyên trái gửi hả? Nguyên trái rồi. Yeah.
tám trăm mấy gì đó. Níu không kịp luôn á. Anh ơi, nó chạy tới níu không kịp. Để u 37 hả cô Ngọc? Để xin đi theo chơi. Cho thanh dĩ di bàn là thấy thua rồi đó. Đợi xíu năm. Mới về vừa tới nhà anh em ơi. Xả nước ở đây. Chết rồi. Mẹ tôi nấu nước để chữa cái bọc ghẻ cho tôi luộc lại để về mới đá banh về ăn anh em ơi. Thôi à, bữa nay đuối rồi nè, con cặp giò nó bị căng cơ. Căng cơ rồi. Nãy đá banh là nó chạy cái nó bị rút ở đây, nó cứng nhắc ở đây. Cái sau tôi về tôi cứ mới rút về đá trụ đó. Đây ghẻ đây. Tắt đi. Nè. Ghẻ này là ghẻ biển nè. Quá trời mệt rồi. Bây giờ là phải đi tắm rồi nghỉ xíu nữa. Ăn cơm nước rồi đi ngủ, làm video rồi đi ngủ anh em ơi. Rồi, nếu anh em thấy hay nhớ like và subscribe cho anh tôi. Sẽ có trận đấu hấp dẫn tiếp theo cho anh em xem. Nếu anh em thích cái video như thế này. Bye bye.